nay mình quay trở lại vườn na thái hữu cơ vi sinh của nông trại. Hôm nay là ngày mình xử lý bước thứ hai của quy trình làm bông làm trái cho cái vườn na thái hữu cơ này. Ở bước hai này thì mình tiến hành cho phun tạo mầm hoa, phân hóa mầm hoa cho cái na thái. Về cái công thức thì là mình chủ yếu mình phun cái dòng dịch thủy phân từ thân chuối và Yimo ngâm bột ngô. Thì mình hai loại đó thì chủ yếu cũng là kali thôi, kali cao mình cứ pha vô. Nồng độ thì mình pha hơi đậm một tí để cho nó dằn mạnh lại và nó tạo mầm hoa tốt. Mình kết hợp thêm cái loại vi sinh trừ sâu và trừ bệnh, trong đó có khuẩn BT và các loại nấm đối kháng để mình ngừa thôi. Còn chủ yếu là vẫn là dòng kali để mình chặn cái quá trình sinh trưởng lại để cho nó chuyển qua cái quá trình sinh sản. Thì ở video trước là mình đã có quay lại cái bước 1, đó là bón lăng nung chải và tưới gốc bằng dịch thủy phân cũng là từ chuối, mình tưới đậm hơn. Rồi xong bước 2 này thì mình khoảng 7 ngày nữa mình sẽ tiến hành phun thêm một lần tạo mầm hoa nữa. Rồi bước đó mình sẽ tiếp tục quay lại video để chia sẻ với mọi người. Rồi xin chào mọi người nhé.